Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với D-Channel. Các bạn thân mến, điện thoại dẻo là một thứ được kỳ vọng sẽ tạo nên sự thay đổi mới trong thế giới di động trong thời đại tới. Chẳng thế mà rất nhiều những hãng di động từ nhỏ đến lớn trên thị trường di động hiện nay đều đang ra sức đầu tư vào công nghệ điện thoại này. Trong đó, màn hình dẻo là thứ linh kiện tiên quyết để làm nên một mẫu điện thoại màn gập và cũng là linh kiện đắt đỏ nhất trên thế giới điện thoại này. Tuy nhiên, liệu rằng chỉ có màn hình dẻo thì có thể khiến người dùng thay đổi khái niệm về một mẫu điện thoại thông dụng để dần chuyển sang thiết bị điện thoại mới này hay không? Câu trả lời là khá khó, ít nhất là trong thời gian tới sẽ như vậy. Bởi theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi tổ chức DSCC đã đưa ra một dự báo khá ảm đạm rằng số lượng màn hình dẻo có thể gập trong năm 2019 có thể chỉ xuất xưởng tối đa khoảng 3,1 triệu tấm nền. Trong khi đó, cho đến năm 2022, tức 3 năm tiếp theo thì số lượng tấm nền dẻo được xuất xưởng có thể vọt lên con số 63 triệu đơn vị, tạo ra doanh thu khoảng 9,8 tỷ USD cho toàn thị trường di động. Lý do chính nằm ở việc sau năm 2019, số lượng các nhà sản xuất di động tham gia vào quá trình sản xuất điện thoại dẻo sẽ nhiều hơn, cũng như cung cấp thị trường nhiều mẫu điện thoại thông minh có chất lượng tốt hơn, giá cả sẽ phải chăng hơn. Một khi sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong mảng thị trường mới toanh này được gia tăng, thì chắc chắn mức giá để sở hữu một chiếc điện thoại dẻo sẽ rẻ đi đáng kể. Về các nhà sản xuất lớn được cho là sẽ trở thành khai quốc công thần cho thế giới điện thoại dẻo có thể gập, đứng đầu vẫn sẽ là Samsung. Ở khi công ty Hàn Quốc này dự kiến sẽ ra mắt điện thoại thông minh dạng dẻo đầu tiên vào năm 2019 tới. Tiếp đến là Huawei và một số nhà sản xuất khác được dự đoán bao gồm Motorola, Oppo, Xiaomi, nhưng sẽ ra mắt một khoảng thời gian sau đó đáng kể. Trong khi đó, Apple sẽ chỉ ra mắt một mẫu iPhone dẻo từ năm 2020 trở đi. Nói như vậy nhưng khi so sánh tương quan thị phần điện thoại dẻo so với mặt bằng chung di động thì con số 3,1 triệu hay 63 triệu máy vẫn là quá nhỏ bé so với hơn nửa tỷ thiết bị di động thông minh được bán ra trong năm qua. Lý do chính nằm ở việc mức giá của các thiết bị ban đầu được tích hợp màn hình dẻo dự kiến sẽ rất đắt, ít nhất là từ 1.500 cho đến 2.000 USD, tức cao gấp đôi một chiếc iPhone XS tiêu chuẩn hiện tại và cũng cao hơn quá nhiều so với nhu cầu chi tiêu chung của người dùng vì điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất điện thoại dẻo thực tế cũng đang tiếp cận lối thiết kế này một cách khá dè dặt khi liên tục đưa ra rất nhiều những thử nghiệm để thăm dò thị trường thay vì tập trung hoàn toàn vào một mẫu thiết kế nhất định. Mà nếu giá trị sử dụng của một chiếc điện thoại dẻo không cao hơn một chiếc điện thoại thông thường thì khả năng ế hàng là rất lớn. Nói tóm lại, có một sự thật là các nhà sản xuất đã đủ điều kiện để bắt tay vào tiến hành sản xuất hàng loạt các mẫu điện thoại dẻo, nhưng vấn đề về chi phí sản xuất cũng như những vướng mắc trong công nghệ tích hợp trong các mẫu điện thoại mới đã và đang mang đến nguy cơ biến thiết bị trở thành một sản phẩm mang tính chất khoe công nghệ thay vì một sản phẩm có tiềm năng thay thế sự tồn tại của điện thoại truyền thống với thiết kế cứng. Vì vậy, nếu các nhà sản xuất đã thực sự sẵn sàng muốn đầu tư vào điện thoại dẻo, họ phải tìm ra một cách hiệu quả để giảm chi phí sản xuất hoặc có một số tính năng độc đáo đi kèm trong thiết bị trong tương lai sắp tới. Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về màn hình dẻo. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Màn hình dẻo có trở nên phổ biến trong tương lai được hay không? Các bạn hãy để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.